Báo cáo với lại quý vị và các bạn, ngày hôm qua có một cái video thanh lý 16 cái đài. Hiện có một cơ số Thượng Đế Trần Văn chốt một số món đồ rồi. Bây giờ làm cái video này để phục vụ một Thượng Đế. Số điện thoại để quý vị và các bạn liên hệ Trần Văn chốt 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là chiếc đài to vật vã của hãng Sony, to vật vã của hãng Sony. Lấy cái thước đây, lấy cái thước để đo chứ không phải lấy cái thước để khoe. Chiều dài xấp xỉ 67 cm. Nói đến 67, chúng ta lại nhớ đến cái thời kỳ hoàng kim của 67. Ở khung sườn có chữ SS50 nhá, 67 5 số. Còn CD thì 4 số. Thôi trở lại với cái anh cu đài này. Chiều dài là 67 cm. Chiều cao là 21 cm. Chiều sâu xấp xỉ 18 cm. Cân nặng dưới một yến, cân nặng dưới một yến, con này rất chi là nặng. Con này là con đài Sony có model là CFS 1175SC. Nếu như chúng ta gọi liền tù tì thì gọi là Sony 1175SC. Đây. Đấy, nếu mà gọi chậm rãi thì là Sony 1175SC. Còn nếu gọi liền tù tì thì Sony CFS 1175SC. Đấy. Chiếc đài này lấy của anh cu bạn ở trên Sài Gòn. Ở trong video hôm qua báo cáo với quý vị và các bạn rồi. Tình trạng hoạt động của nó sau khi cho ăn điện 220V, đài này là đài ba cục, hai loa có thể tháo rời ra khỏi với lại cái thân máy. Sau khi cho ăn điện 220V, radio băng sóng FM trong veo. FM con này nguyên bản 108 vì nó là đài hàng xuất. Nó không giống như những chiếc đài nội địa mà ta phải lăn tăn để kéo sóng nha. Đài nội địa kéo sóng rồi thớt tuner nội địa kéo sóng. Không bao giờ, chả có cái cao nhân nào kéo được nó như cái đài nguyên bản 108 cả. Cái đấy thì không nói thì quý vị và các bạn cũng biết rồi. Đó. Radio băng sóng FM là Trần Văn Nét. Thế còn AM thì còn cô còn cậu với Trần Văn Nét. Nhưng mà chủ lực là ta nghe băng sóng FM thì FM của nó tuyệt vời. Băng cassette thì nó chạy, thế nhưng mà nó chạy anh nghe, gọi là anh ấy chủ yếu nghe radio với anh ấy trưng bày thôi, nên là cái phần băng cassette là nó chạy nhìn tiếng nó không giảm sao cả. Đường line in hoạt động bình thường, cái này vừa vừa nghe radio vừa nghe line in. Thế còn băng cassette thì bây giờ không nghe được, bây giờ mà cho băng vào mà nó đưa ra cái âm thanh thì thôi rồi. Bộ equalizer này hoạt động bình thường, cái công tắc chuyển hiệu ứng âm thanh hoạt động bình thường. Nước xi mạ này còn tương đối, xi mạ này còn tương đối. Đấy. Ngoại hình không có bị vỡ nứt gì cả. Cái này nó giống với con 1177, nó giống con Sony CFS 3 số 7, CFD 3 số 7, rồi Sony KW77. Đó là cái loa hai đường tiếng, loa chép thật, chép giấy. Và cái loa bass này của nó, công suất của nó mắc là 12,5W. Thế nên là cái này nó to mồm lắm. Nói to và trầm ấm lắm. Nếu như cứ để như thế này, không sửa về phần băng cassette, cứ để như thế này để quý vị và các bạn nghe radio và nghe đường lay in và coi như thế là trưng bày, thì trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc mà có nhiều chiếc đài khác ở mức khác đó thì phải gọi cái đài này đúng bằng cụ, bằng kỵ chứ không phải bằng cụ. Thôi thì cứ khiêm tốn thì gọi bằng cụ tổ. 1.080.000 đồng. Không nói thì quý vị và các bạn cũng biết 1.000.000 đồng. 1.080.000 đồng bây giờ mua cái đài gì để thi thố với cái đài này? Hay là lại bảo mua mấy cái con đài nó bé bé xinh xinh. Những con đài bé bé xinh xinh mà gặp con đài này thì tắt điện. Đây là ông lớn, trông nó hoành tráng như thế này, đồ sộ như thế này. Đài hàng xuất, đài Sony, chứ có phải là đồng hương với bật ma ôn đâu mà phải gì. Phải khiêm tốn về cái vấn đề âm thanh của nó nhé. Âm thanh của nó thì ghê gớm lắm, nói to trầm.
Con này nói bỏ gì chứ con này, ôi dồi nặng lắm. Anten zin, anten zin. Con này mở Joy 1986, có thể nói là lắc lư theo điệu nhạc. Đấy, ngoại hình không có bị vỡ nứt gì cả. Hai cái khóa loa để nó không còn nữa, khóa loa. Cái khóa này thì nó cũng hay bị gãy lắm. Nắp pin còn đấy, số CZ tem mác này. Đấy, không thể rẻ hơn được. 1.080.000 đồng. Những ai mà không chơi băng cassette thì không thể bỏ qua được con đài này. Thế còn những người chơi băng cassette, ôi trời, cái hàn xẻng. Anh điện thoại hàn xẻng, anh nét cho em nhờ phát. Đấy, vẫn sau mình phải nói là hàn xẻng, phải gọi nó bằng anh thì nó mới nét cho. Chứ còn đúng ra tuổi có cái điện thoại này thì gọi là cu con. Thế nhưng mà phải tôn nó lên, nhiều khi phải cưa sừng làm nghé. Đấy, phải gọi, phải tôn nó lên làm anh điện thoại hàn xẻng, anh nét cho em nhờ phát, thế nó mới nét cho. Còn quý vị và các bạn, nếu ai mà có nhu cầu nghe băng cassette thì bảo tôi thích cái mẫu này, nông dân làm cái phần băng cassette cho nó trần văn chuẩn, đương nhiên là nó sẽ trần văn chuẩn nhá. Đấy, bây giờ nó vẫn tua đi tua lại, vẫn play các thứ, thế nhưng mà âm thanh không dám mở, vì mở khéo mọi người đi hết, tắt điện thoại, bỏ tivi, tắt tivi ra ngoài vườn để thư giãn hết nhá, nhưng không dám mở. Đấy, nếu mà ai mà không nghe băng cassette mà để nghe radio và lấy in thì tham khảo cái mẫu đài to vật vã này, Sony CFS1175SC, 1.080.000 đồng. Thế còn đương nhiên là làm về phần băng cassette thì phải thêm thóc, cái đấy thì không nói thì quý vị và các bạn cũng biết rồi. Bây giờ mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.